Xin chào tất cả các bạn, hiện nay thì Thủy Tiên cũng như là đối tác của Thủy Tiên và các giám đốc đang ở tại văn phòng của công ty Zentaly, tại nhà máy của công ty Zentaly, công ty số 1 về thao tính tại Việt Nam, và rất vui mừng như ngày hôm nay Thủy Tiên có thể mời được anh Huấn tới thăm nhà máy. Anh cảm thấy thế nào ạ? Bởi vì trước mắt khi anh nhìn thấy cơ sở hạ tầng rồi nhà máy cũng tham quan qua có là tuyệt vời, mà trực tiếp thì bởi vì mình với anh em tổng giám đốc luôn và chủ tịch, chồng là chủ tịch luôn, mọi thứ thì anh cảm thấy rất là hài lòng. Cái quan trọng nhất là anh với em là có duyên nên anh, cái mong muốn của anh là chỉ mong muốn em là hiện tại có rất là nhiều chị em phụ nữ mẹ mỉm mà muốn kinh doanh, rồi các em sinh viên muốn kinh doanh, nhưng mà các em sinh viên và các mẹ mỉm là yếu kém về vấn đề marketing, yếu kém về vấn đề bán hàng, nên anh mới cũng muốn đến đây tham quan để giới thiệu. Thứ hai, mà bạn nào mà có nhu cầu, trẻ phụ nữ nào mà có nhu cầu kinh doanh thì hãy liên hệ trực tiếp với fanpage Phan Thủy Tiên và Facebook Phan Thị Thủy Tiên để Thủy Tiên giúp đỡ. Có đào tạo một người, có giúp đỡ một người cũng chỉ là giúp miễn phí thôi, chứ không thu phí của một người. Một người kinh doanh thì không có người phụ nữ xấu, mà chỉ có những người phụ nữ lười, không muốn kinh doanh, không muốn học hỏi để kiếm tiền làm đẹp thôi. Khi phụ nữ mà có tiền là tuyệt vời, điều tuyệt vời nhất, tự tin nhất. Tiên sẽ giúp, còn tất cả những em sinh viên, mẹ bỉm, chị em phụ nữ chưa có kinh nghiệm về kinh doanh thì Thủy Tiên sẽ đào tạo cho mọi người miễn phí. Mà khi kinh doanh thì mọi người cũng biết thế, ai cũng có thể thành công được, bởi vì các bạn chỉ cần có điện thoại, có smartphone. Hôm nay mình theo và sẽ dẫn mọi người vào tham quan nhé. Tới đây là tổng giám đốc, chủ tịch thì ở nhà, mà đây nhà máy của mình luôn, thì mọi người không cần phải suy nghĩ đâu. Các bạn kinh doanh không phải nghĩ nhá. Nhà máy sản xuất luôn. Ok rồi. Rồi em đi dẫn đi. Đây là tôi ạ. Ok. Rực rỡ thế. Nhiều người nhiều chưa? Ồ. Anh em nhìn thấy một tầng gái đấy. Yêu nhau. Anh chỉ không biết tiền. Đến đây nó hơi run, không biết nói gì cả. Mà toàn gái đẹp này chỉ không. Toàn gái đẹp. Ok nhá. Đi vào sản xuất đi. Mời mọi người vào tham quan khu sản xuất. Kho thành phẩm. À. Đây kho này thì phải có kỹ thuật viên. Kho này có kỹ thuật viên và nhân viên mới được. Ở bên trong này là rất là nhiều thành phẩm, về bao bì này, về những cái nguyên liệu sản xuất này. Đấy. Cái này là nhìn trộm thôi, nhìn trộm. Ok mọi người nhá, để tất cả các anh chị em phụ nữ thứ hai kinh doanh đang kinh doanh sản phẩm hãy chuyển hướng sang bên công ty của em gái mình, yên tâm luôn, tự tin lên. Các bạn chưa yếu kém về vấn đề marketing, yếu kém về năng lực thì mọi người em mình sẽ đào tạo trực tiếp. Đây là kho bao bì. Kho bao bì à? Okay. Tất cả ở đây là đều là nghiêm ngặt hết. Không được là đi vào. Các bạn quay để xem này. Rất là nhiều kho bao bì. Ok. Đây là kho bao bì nguyên liệu các bạn nhé. Làm sao mà được chính phủ cấp phép đây? Phòng học đấy. Cứ như là các bạn đi mua cộng tác viên đến mấy cái chỗ mà sản xuất đây này, cơ sở đấy là nó. Đây là phòng làm việc không? Phòng họp anh ạ. Phòng họp. Phòng họp. Phòng họp ban quản lý. Rồi, quá đẹp rồi. Đẹp chữ luôn. Đẹp chữ luôn. Vâng, anh phải thiết kế cho anh quả. Quả ghế nó phải đẳng cấp. Ghế này thì có đua rồi không? Ghế phòng họp. Bây giờ xem phòng họp thế được rồi. Vâng. Ghế phải đẹp thế. Và đẹp đẹp. Thầy vẫn dụng đi những tờ gái. Anh em hỏi ý. Hay là nhà em ở đâu? Em
em này. Em ở Bắc Ninh. Em ở Bắc Ninh. Dạ. Kinh doanh bao lâu rồi? Em kinh doanh được một thời gian là bao nhiêu lâu? Bạn này là mới kinh doanh mà đã gọi là bán rất là được, rất là khủng rồi. Mới kinh doanh được tháng chưa em? Chưa được tháng á? Chưa được một tháng mà bây giờ bạn ấy đã bán được là lý do đâu mà đâu mà lý do đâu mà tự nhiên có duyên quen em gái anh? Em biết chị qua TikTok. TikTok à? Em đang sử dụng cái sản phẩm của chị Tiên và sau khi mà xem TikTok của chị Tiên thì em lại biết về công ty. À ok. Thế trước em kinh doanh gì? Em trước em kinh doanh shop quần áo. Shop quần áo sao tự nhiên được chuyển sang bởi vì shop quần áo của em mất tiền thuê nhiều mặt bằng này. Mỗi một tháng thì cái lợi nhuận mà mình thu về nó không thể như là kinh doanh gallery được. Em cũng mới kinh doanh gallery thôi mà. Và chúc mừng mọi người, đây là buôn, đây là nhà máy luôn, thì mọi người không phải xin. Hello mọi người. Chào Nguyễn Khánh Huyền nhá. Em phải rực rỡ nhỉ. Rực rỡ nhỉ. Môi đỏ ấy. Có người yêu chưa? Bác cả mồ hôi rồi, gần đây rồi. Ok nhá. Tất cả mọi người, tất cả mọi người nhá. Chào. Mỗi người chia sẻ cho xin cái đi. Xin lỗi mọi người có buồn nào bây giờ muốn vào cho mọi người tham quan khu sản xuất thì tôi sẽ quay video lại. Ok bây giờ vào đấy thì nó lại mất sóng như nãy, mất sóng là phải đi ra khổ. Mỗi người cho xin cái chia sẻ. Muốn là đạt chuẩn GMP là phải phòng kín các bạn ạ, và phải phòng sạch đấy. Vừa chỉ nói với mọi người như này thôi, tôi giúp mọi người không đòi, không giúp mọi người không đòi hỏi một cái gì cả. Mọi người làm cộng tác viên, làm phân phối đại lý đấy, tổng đại lý như thế nào thì mình mọi người cũng còn những người mình các bạn chị em phụ nữ ạ, mình tự tin lên kinh doanh. Người ta kinh doanh, người ta làm đẹp, người ta có tiền tự làm đẹp, tự kinh doanh có tiền được thì mọi người cũng tự kinh doanh được. Tất cả chị em phụ nữ mọi người mạnh dạn lên. Nếu mọi người bị yếu kém về vấn đề marketing, yếu kém về cách bán hàng đấy, thì hãy Thủy Tiên để đào tạo cho các bạn miễn phí. Ok mọi người nhá, đây là không qua trung gian đấy, mọi người đã nghe hiểu rồi, không qua trung gian bất kể cái ai hết, đây là bạn đồng nghiệp. Yếu kém vấn đề gì thì gặp Thủy Tiên. Đấy, học sinh, sinh viên các bạn thoải mái nhá. Bởi vì sao? Ở đây nhá, có những bạn, có những em mà 2000, sinh năm 2007 ấy, mà đã có thể mua được một chiếc xe Quay Alpha 20 triệu, chỉ là 20 triệu sau khi kinh doanh Zevali được 1 tháng. Đấy, nên là các bạn hoàn toàn có những cái cơ hội lớn để các bạn gặt hái được cái thành quả cho mình. Chỉ cần là các bạn mạnh dạn này, các bạn chăm chỉ, chịu khó và làm theo đúng lời chị Tiên dạy, các bạn kiểu gì các bạn cũng sẽ thành công nhá. Đấy, đảm bảo là thành công quan trọng là các chị em. Tôi thì cũng chỉ muốn thực ra là em cũng giúp mình rất là nhiều vấn đề đi từ thiện, mà bây giờ đang đặt cái quỹ để cho huấn đi từ thiện, đủ thêm tự tin để huấn đi từ thiện. Mà cái quan trọng nhất đấy là mình cũng muốn giới thiệu đến có rất là nhiều người đang kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm này, đang cũng đang kinh doanh online thật, nhưng mà mọi người cũng lấy hàng chỗ nọ chỗ kia, nó chưa tin tưởng, chưa có sự tin tưởng và cũng không có lâu dài. À, úi giời, còn cái đồ này ra nữa hả? Quần áo ở đâu em? Đây ạ, quần áo đây. Quần áo này, đồ bảo hộ này. Cái áo chứ không phải quần ạ. À vâng, áo thì đây là phòng thay đồ nhá. Cái phòng thay đồ nam và phòng thay đồ nữ thì chúng ta mới được vào trong bên trong nhá mọi người. Nhưng mặc áo không cần quần đúng không? Vâng, đúng rồi. Mọi người mặc áo đi, ai vào mặc áo đi. Mọi người tất cả ai vào thì mặc áo. Tất cả mọi người đây là mặc áo thì sang để nhà máy nhá. Đấy đẹp trai mà cái gì đẹp trai. Đây là ông Tiên và đây là anh còn đang thay đồ này. Đây. Mời anh vẫn gọn thật. Giống bác sĩ vậy đó. Được đó, ông tay hết rồi. Xin chào tất cả các bạn, hiện nay thì Thủy Tiên cũng như là đối tác của Thủy Tiên và các giám đốc đang ở tại văn phòng của công ty Zenvali, tại nhà máy của công ty Zenvali, công ty số 1 về thao đảo tính tại Việt Nam, và rất vui mừng như ngày hôm nay Thủy Tiên có thể mời được anh Huấn tới thăm nhà máy. Anh cảm thấy như thế nào ạ? Bởi vì trước mắt khi anh nhìn thấy cơ sở hạ tầng rồi nhà máy cũng tham quan qua quá là tuyệt vời, mà trực tiếp thì bởi vì mình với em là tổng giám đốc luôn và chủ tịch, chồng là chủ tịch luôn, mọi thứ thì anh cảm thấy rất là hài lòng. Cái quan trọng nhất là anh với em là có duyên, nên anh cái mong muốn của anh là chỉ mong muốn em là hiện tại có rất là nhiều chị em phụ nữ mẹ mỉm mà muốn kinh doanh, rồi các em sinh viên muốn kinh doanh, nhưng mà các em sinh viên và các mẹ mình là yếu kém về vấn đề marketing, yếu kém về vấn đề bán hàng,
nên anh mới cũng muốn là đến đây tham quan để giới thiệu cho mọi người. Những ai mà bạn nào mà có nhu cầu, chị em phụ nữ nào mà có nhu cầu kinh doanh thì hãy liên hệ trực tiếp với fanpage Phan Thủy Tiên và Facebook Phan Thị Thủy Tiên để Thủy Tiên giúp đỡ, có đào tạo mọi người, có giúp đỡ mọi người cũng chỉ là giúp miễn phí thôi chứ không thu phí của mọi người. Mọi người kinh doanh thì không có người phụ nữ xấu mà chỉ có những người phụ nữ lười, không muốn kinh doanh, không muốn học hỏi để kiếm tiền làm đẹp thôi. Khi phụ nữ mà có tiền là tuyệt vời, điều tuyệt vời nhất, tự tin nhất. Chúng ta phải đi vào cửa bên kia thôi. Trên đóng gói này không? Trên đóng gói phải đi cửa khác. Đây, đây đóng gói. Trên đóng gói này là tính trắng lăng này. Là tính trắng lăng như thế. Không nhanh thì không có. Đây, đã sản xuất đấy. Đã sản xuất, ok. Ok, ok. Phòng chiết rót. Chiết rót 1. Phòng chiết rót 1 đây. Chiết rót 1 đây. Chiết đóng cửa đấy. Rồi, chiết rót 10. Đây, mọi người. Mọi người tham quan. Máy móc ở đây thì toàn máy móc hiện đại nhất rồi. Các bạn, mọi người nhớ đăng ký kênh, ấn nút chuông à? Chuông. Ấn nút chuông đăng ký kênh cho mình nha. Cảm ơn mọi người nha.